Sau đây và có một căn video mới tiết bỏ nhóm. Trong video này nhóm đang bước hai nền học này em bị ca chập đầm lái trên bị input nó không khôi này ta và đoàn mùi hai đăng cài clip password nó bị để submit the can database. Ok đang ở đây nhóm đang tập thức download mấy những ai vay tam command line của bạn chẳng là để ra tập cái khóa vi miền phải ha việc kẹn còn tại những phần nào cam mình rồi những ai tự download bạn ok chẳng những click download version 4 này chẳng những nhóm của phong thức cả download framework vi ok bây giờ download hay vì load bug này mà chẳng này cứ chia phụ trí structure bỏ dưỡng chẳng nhằm copy ở này tới rồi copy được ở mỏ tới hay tham tờ đi nèm đó chẳng nhằm copy những nạn nữ cơ lại nào của bạn tại đầm bay nghe sửa rốt khi nhằm đạo viên đọc nông xém atdoc chẳng nhằm phá vi chốc nông nắng. Okay. Nhưng phá về bài này. Nhưng đi làm về tới chia. Demo. App. Okay. Nhưng đã cho biết là demo app chẳng nhầm open về chúng mình được VS Code ok nhưng là dự xã ran về xã mới xin và vì chẳng mất chẳng là PHP Spark Serve ok click chẳng là vì chẳng là browser này. Chúng ta cứ chia vào campaign bỏ khối này ta bỏ dưới. Chúng ta nhóm sẽ lọc là câu trạng kê này cho ổ thức. Chúng ta có nông app như miền ví dụ chẳng là welcome này vào campaign bỏ kê. Chúng ta nhóm lọc là này cho ổ chẳng nhóm đã welcome của bỏ dưới miền nháy welcome page. Ok. Chúng ta sẽ lại của bỏ dưới miền nháy chúng ta chỉ default phần cái để chẳng dùng nó không controller này cứ dùng miền default controller mới cứ home anh ấy nhầm tên tục có việc copy bây giờ bật controller thay ok chẳng nhầm bật controller thay mới nhầm đặt một việc khá user và php ok chẳng nhầm bật user dot php nó không nâng hay chẳng nhầm copy nó không home này khá cho tập không user dot php này hay dùng rename client này kia user ok chúng bật top đầu tiên dùng client này cứ viết tờ return u mùi ok chúng client này dùng nhóm mình phải cả register chúng dùng phải tờ register mùi tích còn ai viết ở dùng quên page chúng function register ok trong khi này nhóm nâng to call user slash register chẳng dừng ở toàn miền này thì chẳng dừng tao tập bật cáp viên ở khu nông view chẳng dừng bật cáp folder mới đã chung viên thay user ok nhạc user này chẳng dừng tập bật cáp file một tiết bỏ dân cứ register.php ok anh chẳng nếu không nông register.php bỏ dân nhóm từ dễ ếch bọn mùi chá nhóm đã thay register nào chẳng chá ok nhưng từ từ phơ ca
refresh bao giờ anh cứ welcome page bao giờ mình chắc mà xây dựng sao vậy user thì khi buồn rồi buồn đời xa để dựng nên user hay là register thì khi register nào okay. Tân dân chọn từ call function đi từ tam rào cho những trò ca sạch rào chúng nhóm tôi dùng trò ca sạch rào viết đồng bài ở URL và dùng đến clean chứng đó của dùng miền function tại muối dùng trong hạ vài chung này dùng trong ở vì run to default chúng nhóm tôi tạo lại config hay dùng row rào ok rào chúng nhóm anh ấy chỉ default rào bỏ viết đi nhưng sạch rào đó được xa tại vì miền tại muối nhưng pro app nhưng vậy slash bởi sao mình chẳng những pro group tại sao về miền tầm mũi nhưng những đạt nó phê kì vậy slash nhưng mà việc call user controller hay function mà những cứ register ok nhưng nơi cái này cứ dừng lên vậy register thì đấy cứ dừng vậy thế đã lục call hóa mà nên chúng khởi việc call function này, ok, register nào, chúng mình viết những bạn à home này, à home đi lên đá về những tờ đá mới này, chúng mình sẽ dùng ở trong ở bạn à home cái đấy những ai đã user slash user, những còn tại bạn đã slash user chúng ta biết tránh này register hay dùng lọc bài user này chúng ta biết tránh welcome page chúng ta đã slash user đó không ai biết bắt đã welcome page ok nhưng mỗi biến chất chương bài đã slash của bạn đây ok bài đã slash của việc đa đây việc đang đã slash ok nhưng bạn set rào rồi vậy chúng ta lấy dùng đừng tự phơ cá các form là cái này nhưng như bậc các form message để dùng được phải cái post nhưng như bậc các simple form thì mình input là thay username đồng bài dân nghe sâu mới thả form và dân nâng khi chủ lục hết ấy chẳng nhầm đã list folder nhầm đã thả username chẳng dân copy nhầm đã bài chứ dân miên username, email hay nâng password email ok password 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 chưa bật cắt bật tông muối hai submit while you register ok chúng anh ấy cứ chia form mà dưỡng nhưng tập cách database ở tiện thông chụp anh ấy nhưng từ refresh những khởi miễn form bởi ấy cứ miễn username email miễn password hay những register ok chúng dương cầm ở dương vào vậy cho môi năng style bootstrap khả dương hoặc căn tự dựa nâng cơ sở bởi chẳng là lấy dương từ bậc cao đại tập bài mũi đồng bảy cơ cá connect can đại tập bài hơi tập lại này thì form năng từ insert rồi ai các bạn chúng ta lấy những thứ cái chậm lại thì form đi sinh đó bạn nó chậm dừng từ
Nhưng lấy dân chậm lại bị phỏng. Chẳng, nó không control lá. Nhưng bậc ca, dân ai bậc ca. This request get method smart smart box. Mình thay bật sân chia method ở bên dưới chạp mình thay bật smart method box. Mình thay bật cái chạp đồng lại name username smart đồng lại this request get var. Chúng input bỏ dưỡng input name. Ta input name bỏ dưỡng chia sorry ta input name bỏ dưỡng đang ở chung mọi ảnh chân nhưng ta mời input name bỏ dưỡng input name bỏ dưỡng cứ username email and password chân cái này cứ user name hay mỗi thứ cứ email chân đó là this request kết quả chân email chân mới chứ cứ password this request kết quả password ok chân anh ấy cứ dân đừng chạm lại bài đừng chân như sao ta echo mà người ta thấy chạm lại được bàn chân username email password sorry phần nắng ok ta lấy những tấm mới data những chặt đồng lại pin phút bàn ọt thế nhưng refresh nhưng nhóm ta lên ở plug in môi nơi lưu browser chúng mô fill all input with dummy data chúng nhóm click nơi viết chẳng viên nằm bên đồng lại nhóm nhóm click chẳng nhóm chặt bàn chúng email hay password chúng nhóm chặt đồng lại nâng bàn này ok đồng bài dạy dừng càng đề nghị sử mới dừng ai thật xe này cả lại trên lập bình bục này nhằm đạt ha username hay cả lại nhằm đạt ha email okay password cái này nhóm con đã ở nhóm khi lấy câu trả đó ok chẳng như khơi username chmua ní hay email chmua ní hay password bằng năng ok đã tạm lòng tiếp chmua email hay password ok nè chẳng dừng chắp tên tầm lại ba này ok chẳng dừng phải cả chắp tầm lại tam dạng kết quả nếu cứ bạn chụp chạy dạng chẳng nhầm comment này cháu hình chẳng dừng con được phải cả bỏ tầm này ní chú tớ khăn ông bỏ bỏ dạng ok hình chẳng dừng ai bỏ cho tôi không thể bỏ lên trên những trao ca để tập bài hay những trên những trên cho tôi không lục kho ho bỏ dưới những bài tập ca để tập bài những bài tập ca để tập bài thay khi đã viết một tha in PNDB mình đang chơi data student DB ok chẳng student DB student database thế nhưng bậc cao đặt tab bar môi user
dân miền ID auto increment. Dân ai làm xam là hồ sân cứ bây giờ click lại những cái cứ bài verify thì thấy cứ smart enough. Dân miền username tiếng đại nam của bạn username là bài miền số dân miền email. Mình đã 200 hay mình password và khá mình đã mở rồi. Ok cho mình xíu anh ấy phiêu bởi dương miền ID miền name miền email miền password chắc đây tập bài bởi dương cứ chung student DB thì copy mà chắc mình phơ cá click tập căn data bài bây giờ chơi chẳng ai click nó không dot in vì file đi các bạn nhưng click nó không database dot php này các bạn nhưng nhóm click không đi chứ cái đặt cái dot in vì chẳng ở username bây giờ cứ root password bây giờ cứ thật thế hay database bây giờ mấy cái chmo student underscore db. Ok hai chúng dân tập can model chúng dân miền database khẩn định rồi hai chúng dân tập can model chúng dân nó model này nhưng bậc cả file nuôi mô viết tha user model dot php. Ok chúng dân ta copy code trên the document bỏ vía dân tê của bạn chúng em copy có mọi khác về dụ trong model link data using model thì scroll the ground với những example chúng em copy a example này mới nè của bạn chúng em khác nó không nhỉ hai nhóm lọc bà phía thằng Chrome này cháu sẽ bố dân ở con điện đó mình tí delete soft này có nhóm lọc cháu sẽ này dân đừng dạy bị cháu ấy dân phía thẻ bò bà dân ID return type dân cái này cứ username phía bà dân bà dân dân ở đã lâu phía thì dân ở insert cái này cho được nông đề bài dân bà dân password. Ok khi chúng ta load field chúng muốn bài nè chúng muốn field bài nè của ID vì auto increment này vì chỉ primary key. Ok chẳng bật chân chỉ dương ok đối xa cái này chúng muốn user model sạp nhưng copy mỗi chân nhưng mà nó up chain chẳng có phần chân mình chúng muốn thấy những cái này không chẳng nhưng ai thức ai insert nó không nông ở thân này đi bàn chúng còn tại bậc use model của dân nó không đi use model của dân nó folder model cái model của dân chúng mua user model. Ok chẳng nhóm bậc cả variable bon nó cái này bậc cả object chẳng nhóm đặt user model mà new user model nên chỉ vài bò object bò dưỡng. Ok nhưng ai bật cắt vài bò môi cái này đi bò tên này dừng thôi tới khi nhập đặt user data smart array thì có nếp của bạn nhưng field bò thay bò bò dưỡng cứ miên ở username nhưng đồng lại viết smart array đồng lại viết smart user chúng miền email làm lại với smart được lại email để chụp input hay chọn cái đó password làm lại vào viết cứ password được lại password. Ok chúng nó cái này chúng ai insert tin này cho cái này tầm đoan của bạn này chúng có call model của chúng nó cứ user
model hay dùng call function insert hay dùng gọi bo đô la user data ni cho tới trong function của chúng cứ vì ai insert ba này. Ok lấy chúng ta tới thôi cái insert sẵn tại mới tuần này chúng ta insert cho nhưng refresh thì cho cái đó gì đi chụp tuần này chúng ta chụp tuần này cha mùi này nếu như khi password này ở toàn encrypt và đây chúng insert ba này insert cho chúng ta sẽ dùng cho encrypt password và dùng encrypt lại này bàn ọt password password bcrypt rồi có default file này dưới lại nhỉ chúng ta thôi cái insert sang mọi vào tiếp nhầm refresh phải gì cho cái cho tần này chả để ta refresh cái cho cái cái cho nó biến kỳ bệnh chẳng nhầm tham bị cho mới tiếp chẳng refresh chẳng bị cho tần này mới tiếp hay kỳ bệnh ok anh ấy cứ vị trí sas muốn chẳng bớt xây dựng nhóm trong clean tên này đi nhóm trong các function mua đồng bài dân nghĩ dù lúc nào không nông thay dân của phong tài insert đấy bây giờ là insert mà thế chứ nghe rộng là little bit confused nhưng ai đọc các function mua nó không nông một đá public function chúng ta đã thay create user chúng ta đã thay user info ok chúng ta call function insert nó không đi hay dựng bỏ chỉ array cho màu ok chúng ta vì mình không kia thì chúng có say a field và những cái username hay là tên này và dương nữa cái username thì chắc bị thay bó password email là user email password chúng ta có cái encrypt nó có lại này chúng ta có password hash password dùng vô default của anh dùng vô bcrypt của anh dùng vô default ok dùng vô cắt function nó khẳng này hay dùng call function create user đi vô tập ra bà nó khăn model chung lúc cái này insert đi còn nắng dùng đăng thay cái này create user dùng cái này có dùng lên trở ca như thế của dùng bàn encrypt nó khăn function nó vừa đấy. Ok, nhưng bởi lấy những ai thua cái insert tình này cho tập khổng nông để tập bài dựng đôi khi này. Chúng nhầm bị chỗ. Chúng nhầm xong đồ chung này để ghi một bọn nhầm đó. Chúng nhầm click register. Chúng nhầm tâm mơ khổng nông để tập bài bỏ dựng. Chúng nhầm chung một bọn nhầm mô hay password bọn nhầm mô. Đôi khi này, ok. Chúng con đã lệ gần lại dùng clean trong một cái function là nóng model
Ok, chẳng là xong một cuốn xong về cho video mới này, sẽ không nên được cái này ai follow tam like tam kết và hay những ai tam like tam kết 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 post thì đừng cài tiền. Ok, bye bye.